Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Câu chuyện âm nhạc. Chương trình Câu chuyện âm nhạc được phát sóng trên HTV7 vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần vào lúc 10 giờ 30 tối. Và thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày Đoàn viên Thanh niên, ngày 26 tháng 3. Thì ngày hôm nay Vân cũng muốn giới thiệu đến quý vị một chàng nhạc sĩ rất đa tài, sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng về tình yêu, nhưng mà đặc biệt là anh cũng có rất là nhiều ca khúc về cộng đồng. Vì anh cũng không để cho quý vị phải đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình Câu chuyện âm nhạc, cùng gặp gỡ khách mời nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, mà rồi gặp được em làm lòng anh ấm lại. Biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều. Chào Vi Oanh, chào quý vị khán giả của chương trình Câu chuyện âm nhạc. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng về tình yêu, nhưng mà Vi Oanh thấy rằng là anh cũng có rất là nhiều ca khúc về cộng đồng, chẳng hạn như là Xin Tươi Việt Nam, nhóm Vi Music thể hiện mà rất được quý vị khán giả yêu mến. Rồi Không Bỏ Cuộc, rồi nhiều nhiều lắm những ca khúc cộng đồng thì... Để coi, nếu mà nhắc về những ca khúc cộng đồng thì thật ra là nó cũng có một cái cơ duyên, đó là khi mà Thuận cộng tác với bên phía của VMusic á, thì bên này bắt đầu phát động một cái phong trào là viết, làm một những cái dự án về Việt Nam, Việt Nam tươi đẹp v.v. về những cái gì quê hương đất nước. Và khi đó thật ra là trước đó Thuận cũng viết một vài ca khúc nhưng mình chưa có phổ biến. Và khi mà mình cộng tác với VMusic và khi mình thấy cái nhóm này còn trẻ nhưng mà đã thực hiện những cái dự án nó ý nghĩa như thế này, thì thường bắt đầu về mình gom những cái khúc đó lại và bắt đầu mình sáng tác thêm để mà đồng hành với các em. Và rất là may mắn khi mà cái album này ra thì cái bài Xin Tươi Việt Nam nó được mọi người rất là yêu mến và đón nhận đến cái mức mà tới bây giờ những cái dịp lễ 20 tháng 11 nè, 26 tháng 3 nè, nói chung tất cả dịp lễ thì mọi người đều cứ vào là anh ơi cái bài này em có được hát hay không, rồi hát thoải mái đi em, rồi cái là anh cho em nhạc luôn, cho luôn. Cái niềm vui của mình nó không phải là từ cái vật chất hay gì, mà đơn giản là từ khi mà mình sáng tác ra một cái bài hát, đặc biệt ở cái mảng mà về cuộc sống, về quê đất nước rất là khó phổ biến mà lại được mọi người yêu mến như vậy, thì mình cảm thấy rất là vui. Và từ cái thành công của Xin Tươi Việt Nam thì nó góp cho Thuận mình có thêm niềm tin để mà mình làm rất là nhiều những cái sản phẩm về cộng đồng về sau này nữa, về những cái dự án ví dụ như là Cảm Ơn Cha hay là Hành Trình Những Nụ Cười vân vân, rất là nhiều viết về cha, về mẹ, về quê đất nước, về những em nhỏ vân vân, Thuận cảm thấy rất là thích. Và đây cũng là một trong những cái mảng mà Thuận cũng muốn hướng đến nhiều. Thì anh thấy là lúc đó thì anh sáng tác những bản tình ca ướt át, mùi mẫn, đau khổ, nhưng mà lại có lúc lại sáng tác những ca khúc về cộng đồng, ca từ rất là đẹp, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. Thì là em cảm thấy anh có bị mâu thuẫn trong con người của chính mình không? Ý là em nói gì sai sai đúng không? Mà thật ra anh nói thật, cái này là trong một con người, người ta luôn có nhiều cái khía cạnh nó mâu thuẫn với nhau, hiểu không? Không một người nào mà buồn mãi, cũng không ai là vui hoài, thì nó phải có lúc vui lúc buồn. Thì bản thân anh cũng vậy, nó có nhiều cái gương mặt ở trong cái con người của mình. Và đôi khi khi mình buồn thì mình có thể viết những cái bản tình ca nó buồn, nhưng mà đôi khi mình cũng có những cái tình cảm, những cái niềm vui. Ví dụ như xuân về thì mình nhìn mọi người đi đón Tết, mình cũng có một cái niềm vui đó. Và để mà thật ra cái cách mà viết những cái bài nhạc vui đó cũng là cái cách để mà anh cân bằng con người của mình. Khi mình vui thì cũng có khi mình buồn, và khi mình vui thì mình viết những cái bài hát về cuộc đời, về những ngày xuân đến hay là những cái gì đó đơn giản mình thấy cảm thấy cuộc sống tươi đẹp gì đó, mình cứ viết thôi, thì để mà cân bằng con người lại. Cho nên là anh thấy là cái việc mà nếu anh chỉ viết một cái lĩnh vực nhạc không, một cái mảng nhạc không, thì đúng là nó không bình thường đó. Nó là cái nghề của mình mà, như một cái hơi thở của anh rồi, tức là cứ vui cũng viết được, buồn cũng viết được, mà thậm chí không vui không buồn mình cũng viết được. Nghĩa là tất cả những cái cảm xúc của mình đều có thể viết ra thành nhạc. Đúng rồi. Em cũng hay thấy những status của anh trên Facebook, cũng rất là gần gũi. Mà thường thì em thấy anh chia sẻ nhiều về cuộc sống gia đình, về bố mẹ, về ba mẹ. Em cảm giác giống như là ba mẹ đối với anh có một cái nguồn động lực vô biên. Nói về ba mẹ thì thật ra đúng là cái tuổi thơ của mình đó, nó cũng rất là khó khăn. Thì cái ngày bé thì mình không hiểu được, nhưng mà khi mà mình lớn rồi, mình trưởng thành rồi, mình suy nghĩ lại thì mình thấy là bố mẹ mình đã gần như là dành hết cả nửa cuộc đời để mà hy sinh cho con cái, thì gần như là cứ nhịn ăn nhịn mặc để mà dành cái gì tốt nhất cho những đứa con của mình. Và khi mình lớn lên thì mình cảm thấy là đã đến lúc mình phải dành lại cho ba mẹ mình những cái gì tốt nhất, tại vì thời gian thật ra cũng không chờ đợi ai cả, vì bố mẹ bây giờ cũng lớn và cũng bệnh này kia. Thì cho nên là thôi, thì nếu mình không có một gia đình nhỏ thì thôi mình dành hết những gì mình có thể cho bố mẹ của mình. Và đôi khi là thời gian gần đây thì cứ mỗi năm mình cứ rảnh thì mình dẫn bố mẹ đi chơi, đi du lịch này nọ ở những cái điểm bố mẹ thích. Nhưng mà khoảng cũng một năm nay thì chân mẹ cũng bị đau, là không đi được nhiều nữa. Cho nên là bây giờ đang cũng tính cách nào để mà mình không du lịch xa được nữa, thì mình sẽ tìm cái cách nào đó để có thể là nghỉ dưỡng hay gì đó, có thể thoải mái cho mẹ cũng được. Tại vì thật ra kể ra mọi người nghe thì cũng rất là thương mẹ, bởi vì
đến mãi mà Thuận khi mà mình lớn lên đó, mình hỏi là mẹ thích những cái gì, nó không biết thích cái gì, mà hỏi là mẹ thích đi đâu, nó nói cuộc đời tao chưa đi đâu ra, tới Vũng Tàu. Cái là bao nhiêu năm trời cái là mẹ mình chỉ quanh quẩn ở trong Sài Gòn thôi để mà kiếm sống nuôi mấy đứa con. Bây giờ khi mà mình có thể làm, nói chung công việc nó cũng ổn định rồi, thì những là trách nhiệm là một đứa con, thì tôi nghĩ là mình nên dành hết những gì tốt nhất cho bố mẹ mình. Và đôi khi những cái câu chuyện rất là nhỏ nhặt, những cái chuyện rất là bình thường ở trong cuộc sống thôi, thì mỗi ngày về ăn cơm với gia đình cũng là một cái niềm vui. Và thường đôi khi cũng hay chia sẻ trên mạng xã hội này kia để mà mình cái kiểu mình cũng chọc chọc với mẹ cho vui. Nhưng mà đối với Thuận thì đó cũng là những cái động lực để mà mình sống mỗi ngày là tốt hơn. Quay trở lại với những ca khúc cộng đồng mà anh đã sáng tác, thì anh mong muốn truyền cảm hứng gì cho các bạn? Ban đầu thật ra khi mà Thuận làm những cái bản ca khúc về cái mảng mà xã hội, Thuận không kỳ vọng nhiều vào nó, bởi vì nó rất là kén người nghe và cũng như rất là khó phổ biến. Nhưng mà với những cái thành công của Sinh Tươi Việt Nam nè, Cuộc Sống Tươi Đẹp vân vân, rồi về sau là đến là Ngàn Ước Mơ Việt Nam, thì nó tạo cho Thuận một cái động lực rất là lớn. Và mình có một cái niềm tin là ở đâu đó vẫn rất là cần những ca khúc như thế này, cần một cái gì đó thúc đẩy thanh niên chúng ta sống tốt hơn. Và 27 này thì Thuận cũng sẽ tiếp tục có thêm những cái dự án về cộng đồng mới để mà cộng tác với những ca sĩ, và hy vọng là cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người như vậy, để mà ngoài cái việc viết tình ca, mình sẽ viết thêm rất là nhiều những khúc về mạng xã hội nữa. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời. Thuận cũng là một người rất là tích cực tham gia những hoạt động từ thiện, những hoạt động cộng đồng. Thì không biết rằng là anh muốn tham gia để có thêm chất xúc tác để viết nhạc, hay là anh muốn tham gia những hoạt động ý nghĩa đó từ tâm của mình? Thật ra mà để nói thật, với những cái người mà nhạy cảm như Thuận á, thì cái việc mà tìm một cảm hứng sáng tác thì nó cũng không có khó. Chứ là mình không nhất thiết mình phải cực khổ như vậy để mà mình tìm một cảm hứng. Mà đơn giản là tại vì mình cảm thấy là mình cũng được may mắn rất là nhiều trong cái đường sự nghiệp của mình rồi. Và với cái khả năng đó thì mình có thể làm những cái chương trình từ thiện này kia, nó rất là đơn giản. Thì tại sao mình không dùng những cái khả năng đó để mình giúp lại mọi người, giống như mình một cách mình trả ơn cho đời. Mỗi năm Thuận đều làm rất là nhiều những chương trình để mà mình đứng mình tổ chức, mình kêu gọi anh em đến nghệ sĩ rồi đến trình diễn để mà quyên góp những cái quỹ giúp cho những cái máy ấm này kia vào những cái dịp cuối năm, dịp Tết này nọ, để những họ có thêm nhiều điều kiện có một cái Tết tốt hơn. Khi là mình giống như mình một cái vòng tròn đó, ban đầu mình chỉ nghĩ là mình làm ở mức độ nào đó thôi. Mà khi mình càng cuốn vào đó mình làm, thì mình đến những cái máy ấm, mình trao tiền tặng tay cho họ, mình cảm thấy là cái công sức mình bỏ ra nó cũng không lớn lắm, nhưng mà mình có thể mang rất là nhiều niềm vui cho bao nhiêu con người như vậy. Thì tại sao mình lại không làm? Và cứ thế mỗi năm thì mình lại càng phát triển nó nhiều hơn, và mỗi năm Thuận là càng làm nhiều chương trình hơn. Và thật sự mà nói thì ở cái cảm giác mà mỗi khi mình làm chương trình đó về á, mình cảm thấy là vui, bởi vì mình giống như mình cảm thấy mình rất là có ích cho đời, chứ không phải là cái chuyện là cảm hứng sáng tác không. Rồi nói chung là rất là hay. Và bản thân Thuận thì Thuận nghĩ là làm đơn giản là mình thích thì mình làm thôi, rồi giống như là một cái cách mình trả ơn cho cuộc sống này, bởi vì mình đã được nhận được quá nhiều thì mình trả lại bớt cho cuộc đời thì nó cũng đúng thôi. Dạ, mà anh làm từ thiện như vậy đó, thì có những kỷ niệm nào mà anh cảm thấy nhớ thật là nhiều? Thật ra thì cái này nói thật, khi mà mình đi làm những cái chuyến công tác từ thiện á, thì cái vui thì là do trong lòng mình thấy vui thôi, chứ còn thật ra những cái hoàn cảnh họ rất là đáng thương thì mình tới nó mình không thể nào mình vui được. Như ở cái đợt mà khoảng tháng 10 năm 2016 trước đó, khi mà miền Trung mình bị một cái đợt lũ mà lịch sử đó, thì bản thân Thuận và những người bạn mình cũng làm một cái chương trình ca nhạc để gây quỹ, và bạn đích thân Thuận cũng đã mang cái số tiền đó ra Hà Tĩnh để mà trao tận tay cho những người ngoài đó. Ban đầu mình nghĩ trong đầu thôi, chỉ nghĩ là chỉ là một số nào người ta cần thôi, nhưng mà khi mình ra tới đó mình thấy hầu như cái hộ nào người ta cũng cần. Chỉ có từ nghèo cho tới đặc biệt nghèo thôi. Thì có những cái hộ rất là cái kiểu mà người ta có hai vợ chồng già, thì người chồng thì bị ung thư mà bệnh viện trả về cái là chỉ còn đếm ngày thôi đó. Rồi có người vợ thì bị bú cổ, cũng giai đoạn cũng bú độc đó. Rồi cái người có một người con cũng bốn mấy tuổi, thì ngày xưa đi bộ đội về thì bị mất trí luôn, thì phải nhốt trong một cái củi, mà cái gia đình họ thì gần như là không có nhà, nó giống như là một cái vách lá mà nó thủng tùm lum hết trơn á. Thì mình vô những cái hoàn cảnh như vậy, mình cho xong rồi mình vẫn cảm thấy nó chưa có đủ, và mình cảm thấy cái số tiền nó không giúp được họ bao nhiêu hết trơn á. Và hầu như cả một cái làng nó đều như vậy, cái là những người rất là khổ, và mình đi mình cảm thấy là nặng trong lòng á.
và tự nhiên mình cảm giác mình muốn về mình làm ngay những cái gì khác mình có thể góp cho họ nhiều hơn. Cho nên là hầu như cái chuyến đi nào mình cũng có rất là nhiều cái kỷ niệm, nhưng mà vui thì chắc là không vui đâu, mà mỗi lần mình đi về mình cảm thấy nặng lòng, và mình nghĩ là mình cần phải chung tay với những anh em anh chị em nghệ sĩ khác để mình làm thêm nhiều nữa để mà có thể chia sẻ cho mọi người. Nước hay nước thôi đừng dành nữa nhé, nước đã cuốn em của ta trôi đi vẫn chưa về, bao năm dài vẫn thế trang phút giây bình yên vẫn thắt trong lòng đau theo từng con nữa. Vậy thì bây giờ anh quá đa năng, nào là sáng tác rất là nhiều lĩnh vực, rồi bây giờ còn làm thêm kinh doanh nữa, thì em sợ là sắp tới anh có lơ là, không có nhiều thời gian để mà sáng tác những ca khúc cho tụi em nghe nữa không? Không, em an tâm, bởi vì anh nói rồi, thực ra sáng tác nó vẫn là một cái gì đó, nó như là cái cuộc sống của anh rồi. Yeah. Bây giờ anh vui cũng viết được, mà buồn anh cũng viết được, không vui buồn anh cũng viết được. Yeah. Còn cái việc kinh doanh thì đặt ra là, thế là ban đầu anh cũng không thích kinh doanh đâu, nhưng mà tại vì về sau này khi chơi với những người bạn của mình đó, thì họ mới đầu mới kinh doanh rủ mình làm, nhưng mà mình cảm thấy là cái đầu tiên mà thường muốn vào làm cho mọi người không phải là để kiếm tiền hay là để cái gì cả, mà đơn giản là tại vì những người bạn làm chung nhau rất là vui. Và mỗi tối có một cái điểm gì đó mọi người tập trung là để mà ngồi nói chuyện nhau nó cũng vui, và cho nên là anh mới là quyết định là hợp tác với nhau để làm, và rất là may mắn mà nó ra thì nói chung là nó cũng ổn định. Và khi mà nó đã ổn định rồi thì thật ra nó cũng có những cái người để mà quản lý và trông coi nó, thì mình chỉ đứng về cái phía gọi là marketing quảng cáo rồi thôi, cho nên là nó cũng ổn định, và cái thời gian mà gọi là dành cho sáng tác thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Và đến thời điểm này thì nói chung là những cái sản phẩm âm nhạc vẫn cứ ra đều đặn, và mình vẫn cảm thấy rất là vui, những cái niềm vui mỗi ngày đó là sáng tác vẫn còn cho mình. Quý vị khán giả thân mến, thì ngày hôm nay Vân xin phép được thay mặt chương trình cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã đến đây, đã trò chuyện với chúng ta và đã luôn đóng góp những ca khúc rất là hay cho nền âm nhạc Việt Nam, cũng như là làm những công việc rất ý nghĩa giúp đến cho mọi người những cái hoàn cảnh khó khăn hơn. Thì em cũng còn nhiều chuyện muốn tám quá mà không, bây sao, giờ không sao. Thì anh Thuận cũng xin cảm ơn Viu Anh, cũng như là cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành chút thời gian để mà lắng nghe những tâm sự của Thuận, cũng như và đặc biệt Thuận xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh chị em nghệ sĩ, những cái người đã tấm lòng rất là quý báu và luôn đồng hành cùng với Thuận trong tất cả những chương trình thiện nguyện, và tin tưởng Thuận để mà mang những cái niềm vui đến chia sẻ với cùng đồng bào nghèo của mình. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người ạ. Gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc. Album mang tên 1650 km, đây là chiều dài của đất nước Việt Nam tính theo đường chim bay. Và với album này, cái tựa đề nó cũng đã thể hiện lên cái ý tưởng của Thanh Ngọc dành cho album này. Ngọc sẽ hát những cái bài hát xuyên suốt từ Bắc chí Nam, Tây Bắc, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, và riêng cụm miền Tây Nam Bộ thì Ngọc có hai bài, đó là bài Hương Sắc Miền Nam và bài Omeli. Thanh Ngọc rất là tâm đắc với dự án lần này của mình, đã thực hiện dự án này trong suốt mấy năm trời, trước cả album Sau Những Ngày Hạnh Phúc. Tất cả những cái tình cảm của Ngọc được gửi gắm toàn bộ vào album này, cũng hy vọng là quý vị sẽ cảm nhận được và sẽ cảm thấy là đất nước Việt Nam của mình tươi đẹp biết bao nhiêu. Ngọc là một ca sĩ rất là may mắn khi mà được đi rất là nhiều nơi để mà hát phục vụ bà con cô bác, vừa đi làm mà vừa lại được đi du lịch. Đôi khi mình cảm thấy rất là ngỡ ngàng trước cái vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của đất nước Việt Nam, đi rồi mới thấy là Việt Nam rất là đẹp. Văn hóa, ẩm thực cũng đều rất là phong phú đa dạng, và đặc biệt là con người Việt Nam rất là nồng hậu, rất là mến khách, rất là dễ thương. Cái khâu mà lâu nhất đó là khâu phối bài. Bởi vì những cái bài hát này á, nó là những bài hát về đất nước Huế rồi Đà Nẵng, nó cũng có mang âm hưởng dân ca vùng miền một chút xíu, nhưng mà bản thân Ngọc thì Ngọc lại muốn là cái tính chất lãng mạn trong cái album này nó nhiều hơn, chứ không phải là cái tính chất dân ca. Vì thế mà phối bài á, cũng cần phải lựa chọn cái người nhạc sĩ hòa âm phối khí nó có thể thể hiện được cái ý tưởng của mình.
Khi mà đi thu bài Omeli á, là mẹ Ngọc có dặn mẹ trước là mẹ ơi bữa đó là đi thu bài Omeli, giờ đó con sẽ qua con chở mẹ đi thu. Mẹ xong rồi lo bận biểu công việc kinh doanh quá, rồi gặp gỡ khách hàng này kia quá cứ quên mất tiêu. Cái xong lúc mà Ngọc gọi qua là lúc đó là mẹ đã làm việc rất là mệt từ tối hôm qua cho đến tận cái giờ mà Ngọc hẹn mẹ à, thì Ngọc mới cũng hơi lo lắng. À, nhưng mà khi mà vào phòng thu á, là mẹ thu rất là nhanh, đã đánh tan cái nỗi lo của Ngọc. Và Ngọc đã cảm thấy rất là hài lòng với phần thu của mẹ. Cái này là mình đã tương đối thôi. Mình đã tìm cái bối cảnh để mà mình có thể mỗi nơi mình chụp một tí, một cái hơi hướng gì đó của từng vùng miền. Và khi mà những hình ảnh một ngày, hai ba ngày lang thang chụp hình như vậy và thức dậy từ sớm và đi xa, thay phục trang, thay tóc cũng nhiều lần như vậy, rất là náo nôi, mệt mỏi. Nhưng mà khi thấy được những cái hình ảnh đó thì mình cảm thấy là khắc phục được cái việc mà mình không thể đi xa, và cũng đã đem lại những cái hình ảnh tương đối là khá đẹp cho cái album này, rất là hài lòng. Và hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ cho album 1650km này của Ngọc. Và sau cái album này thì Ngọc sẽ quay trở lại với những cái dự án trẻ trung hơn của mình, những cái bài hát pop, ballad, tình cảm, hoặc là cũng có thể phát cách một chút xíu, sexy một chút xíu, hợp thời một chút xíu. Hy vọng là tất cả quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho Ngọc. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và lúc nào cũng gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống này. Xin cảm ơn câu chuyện âm nhạc. Vừa lướt qua in mình trong lành, không còn đêm lạnh, dòng người bước sao quá nhanh nhàng, bước xuống phố lướt mô tô, ô đằng xa ta áo dài thướt tha, trong lòng yêu thầm nụ cười thiên thần, ngồi nhâm nhi cà phê sáng sớm, đâu có thấy giác lá kêu gian im, nghe xa đàn chim gọi mây, lòng mình nhung nhớ một thời thơ ấu, cùng hát cho ngày đang tới. Không còn đêm dài, còn đẹp mãi không phai, ôi nụ cười Việt Nam. Có chút gió, có gió, vẫn còn đây ánh mắt người đắn đo. Đêm dài qua rồi, thân còn rã rời, một mình em trong nỗi đơn côi. Sớm đến tôi cứ vô tư, lo mình trong cuộc sống đầy tối mù, tóc thì rối bù, chân thì sưng vù, còn nụ cười thì vẫn mãi trên môi. Đâu có thấy xác lá kêu gian im, nghe xa đàn chim gọi bay, lòng mình nhung nhớ một thời thơ ấu, cùng hát cho ngày đang tới. Đẹp mãi không phai, ôi nụ cười Việt Nam. Tôi rời bước thanh thang trên hè phố, ngắm nhìn thành phố tôi đang dần qua những tháng chờ. Về nơi đâu một nhà thờ vang tiếng chuông reo. Nắng khoác lên tôi bao hạnh phúc, bước lang thang dần qua những con đường. Vẫn
không phai, ôi nụ cười Việt Nam. Chớp mắt mà chúng ta cũng đã khép lại chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc rồi. Chương trình rất hy vọng sẽ mang đến cho quý vị những giờ phút thư giãn để ngày cuối tuần có thêm ý nghĩa và những thông tin bổ ích. Và quý vị đừng quên vào lúc 20:30 trên HTV7 mỗi tối chủ nhật hàng tuần thì chúng ta hãy cùng đến với chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc quý vị nhé. Xin chào tạm biệt quý vị ở đây. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.